Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức thời sự ngày hôm nay đầu tiên hết là phần tin quốc tế một à, cậu bé tuổi Tha tin ở à, người Palestine đã bị thương sau khi mà có một cái cuộc thảm sát người do thái ở tại một ngôi giáo ra à, một ngôi giáo đường ở tại Jerusalem bản tin mới nhất cho biết một cậu bé 13 tuổi Palestine đã à, tấn công và nổ súng vào phía ở Jerusalem ngày thứ Bảy đã bị gây thương tích cho hai người khác. Đó là một trong những viên chức cho biết. Và chỉ một ngày sau khi có vụ tấn công vào một giáo đường của người Do Thái ở tại đây gây tử vong cho khoảng 7 người và được xem là vụ tấn công thảm khốc nhất kể từ năm 2008 vụ bắn ở trong cái khu vực ở người Palestine ở lại Siwan phía đông của Jerusalem, gần cổ thành Jerusalem, nơi đã gây thương tích cho một người cha và một người con 47 và 23 theo tường trình của giới chức cấp cứu cho biết, cả hai người gần như là bị thương khá trầm trọng và đã được đưa vào bệnh viện. Giữa lúc mà cảnh sát đang có mặt tại hiện trường, ít nhất có hai người đi qua đường với cái và trong đó thì họ đã bị bắn bởi một thiếu niên 13 tuổi theo thường trình cho biết và cảnh sát cho biết cây súng của người này đã gây thương tích cho một người khác ở tại bệnh viện và video cho thấy rằng là cảnh sát đã bắt đầu bắt giữ người đang người thiếu niên này. Trong đó gần như là họ không có đeo cái Max bằng cái underwear và trong đó họ bỏ cậu bé này bỏ chạy khỏi hiện trường trước khi mà bị còng lại. Đây được xem là một trong những vụ bạo động mới nhất tiếp theo cuộc bắn ngày hôm qua khiến cho bảy người đã bị thiệt mạng ở cái ngôi giáo đường ở tại Jerusalem. Anh ta đã tấn công vào giới thường dân ở ngay khu vực của đất thánh. Đó là lời phát biểu của cảnh sát do Thái đã đưa ra trong một cái cuộc thông báo với lại các thông tin viên và trong có có sự tham dự của cả hãng thông tấn AP và nói rằng. Cậu bé thiếu niên này đã nổ súng vào một đám đông thường dân năm người và các cái video footage cho thấy là nạn nhân đã phải nằm xuống mặt đường và trong đó hầu hết đều là những người do Thái giáo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, thì các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu đang duyệt xét việc lập một văn phòng chống lại tội ác chiến tranh và trong đó thì ông Thủ tướng của Hungary đã lên tiếng cảnh báo là sẽ phản đối với việc nga xâm lăng 11 tháng tại Ukraine, quỹ tiền tệ quốc tế cho biết là sẽ có một món nợ trị giá lên tới 16 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ cho nền kinh tế của Ukraine diễn ra giữa lúc mà có cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa các liên hệ quốc gia trong liên hiệp Âu Châu và Ukraine và Tổng thống Vladimir Putin đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng của Hungary đã lên tiếng cảnh cáo các đồng minh tây phương là có thể sẽ trở thành một phần của cuộc chiến khi mà gửi thêm tất cả những cái uh, vũ khí hiện đại cho Kiev. Ba Lan đã gửi 60 cái uh, uh, chiếc xe tăng có tên gọi là 60PT91 uh, uh, tới tới Ukraine và cộng thêm 14 cái uh, uh, xe tăng do phía Đức chế tạo là Leopard. -Chu và trên 200 chiếc xe tăng đã được cung cấp từ năm 2022. Phía Âu Châu và Liên hiệp Âu Châu cho biết họ sẽ đặt ra một văn phòng công tố viên để giúp điều tra về các tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine, đồng thời cũng sẽ loan báo về tình trạng cấm vận đối với Nga à, sẽ tiếp tục kéo dài cho tới ngày 31 tây tháng 7. À, đây là một trong những điểm then chốt mà Liên hiệp Âu Châu đã đưa ra và phía của Nga lên tiếng họ sẽ có hành động trả đũa với cái lệnh gọi là đặt giá trần về dầu thô của liên hiệp Âu Châu. Ngoài ra thì Putin đã bắt đầu mở cuộc chiến lớn và mở rộng hơn ở tại Ukraine. Liên hiệp Âu Châu đang tìm cách gọi là ban thêm lệnh cấm vận đối với Nga để mà gây tổn thương cho nền kinh tế của Nga. Và cơ quan IMF đã hỗ trợ cho cái gói cứu trợ về kinh tế trị giá 16 tỷ Mỹ kim. Đây được xem là những điểm chính trong cái phiên họp của Âu Châu và các giới chức của Ukraine sau khi mà Nga đã bắt đầu bắt ra mở rộng cuộc chiến của họ tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Iran đã có thể sản xuất một loại, một uh, ít nhất một vài trái bom hạt nhân theo tường trình của giới chức nguyên tử của Liên Hợp Quốc cho biết, Iran đã đầy đủ tất cả những cái việc làm giàu chất uranium để có thể chế tạo một vài cái loại vũ khí nguyên tử nếu như họ chọn lựa điều này. Đó là một trong những giới chức hàng đầu của cái cơ quan nguyên tử của Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời cảnh cáo. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao chống lại việc giới hạn các loại bom nguyên tử này vẫn không có đạt được sau khi Tehran và Nga đã bắt đầu có những cái cuộc gọi. Là và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến tại Ukraine và tình trạng bất ổn ở tại quốc gia hồi giáo này và giữa lúc mà đang có những cái gọi là biểu tình tại Iran thì giới chức của Liên Hợp Quốc đặc trách về vấn đề năng lượng và kiểm soát về vấn đề nguyên tử tức là cơ quan IAEA lên tiếng cảnh cáo rằng phía Tehran làm giàu chất uranium tức là chất phóng xạ đã đủ trữ lượng để có thể chế tạo bom hạt nhân trong đó thì ông Mariano Rossi đã lên tiếng và nói rằng điều sự thật là họ đã có đầy đủ tất cả các nguyên liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử và đây là một cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh tới ông Cross đã lên tiếng và nói rằng cái tiểu ủy ban của liên nghị viện Âu Châu ở tại Brussels là Iran vẫn chưa có xây dựng bất kỳ một loại vũ khí nguyên tử nào tuy nhiên họ đã đầy đủ chất uranium để làm điều này và đây là một lời cảnh cáo mới nhất của cơ quan Liên Hợp Quốc đưa ra trong vài tháng qua thì Iran đã có những cái uh, hoạt động làm giàu chất uranium tức là chất phóng xạ lên tới hơn 60% và gần như là đã đầy đủ tất cả những cái chất phóng xạ để đạt được mục tiêu về uh, nguyên tử của họ đặt trong cái vấn đề quân sự. Tuy nhiên thì uh, cho tới giờ phút này chưa thấy có dấu hiệu nào là Iran sẽ tiến hành chế tạo vũ khí nguyên tử. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ vẫn gia tăng áp lực cấm vận đối với Iran và đôi bên vẫn bị bế tắc trong cái hiệp ước JCPOA tức là một cái hiệp ước giới hạn uh, của Iran phát triển nguyên tử vượt qua lĩnh vực quân sự đạt được năm 2015 và sau đó thì tổng thống trump năm 2018 đã hủy bỏ cái hiệp ước này vì cho rằng phía iran đã vi phạm hiệp ước đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay đầu tiên hết công ty Twitter cho biết các người sử dụng đều có thể xin kháng án trong cái việc mà chương mục của họ bị suspend tức là bị ngưng lại Công ty Twitter cho biết là các người sử dụng trên trang Twitter đều có thể có một cái function, tức là có một cái nút để giúp cho họ có thể phản đối nếu như cái trương mục của họ bị ngưng lại ở trên trang mạng xã hội này. Và đây được xem là một trong những cái function mới sẽ bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 2, công ty này cho biết như trên. Và dưới cái function mới này, tiếp theo sau nhà tỷ phú Elon Musk đã mua lại công ty này hồi tháng 10. À, tại à, các cái chương mục trên Twitter có thể sẽ bị à, suspend tức là có thể bị ngưng lại hoặc là có thể sẽ à, bị xem là vi phạm các cái tiêu chuẩn cộng đồng của à, à, trang mạng sau này. Tuy nhiên chính sách này cũng sẽ bao gồm luôn cả việc mà giúp cho những người sử dụng có quyền khiếu nại và trong đó à, đặc biệt là đối với những cái hoạt động mà được xem những cái nội dung được xem là bất hợp pháp, đe dọa về bạo động hoặc gây tổn thương thì sẽ bị ngăn chặn vĩnh viễn cho biết là họ sẽ tiếp tục tất cả những cái à, chương trình của họ nhằm giám giám sát lại tất cả những cái à, ngôn ngữ mà họ cho rằng là có cái à, khuynh hướng à, kích động bạo động thì sẽ bị ngưng lại. Tuy nhiên những cái khuynh hướng mà bày tỏ cái quan điểm về chính trị hay là cái quan điểm về xã hội thì sẽ được à, chú ý cẩn thận hơn và không có tình trạng giám sát và kiểm duyệt như trước đây. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất của công ty Twitter nhằm chuẩn bị cho một cái trang mạng xã hội được khỏe mạnh hơn nhưng lại không giới hạn cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới của công ty Twitter cùng một lượt trong ngày hôm nay, nhiều nhân vật của đảng cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Direct TV, một công ty con của công ty AT&T, sau khi công ty này đã cho à, xóa bỏ cái à, chương trình của đài New Smart TV và người mới nhất lên tiếng là thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas. thượng nghị sĩ Ted Cruz đã lên tiếng và ủng hộ mạnh mẽ cho à, công ty truyền hình New Smart ngày hôm nay và nói rằng việc mà AT&T và DirecTV loại trừ cái chương trình TV này ra khỏi cái platform của họ là một hành động kiểm duyệt rất rõ ràng và một hành động kiểm soát chặt chẽ trong cái ngành à, truyền thông. Trong đó thì tờ Washington Times cho biết là đã có rất nhiều à, số lượng của những người à, ghi danh ở trên Direct TV đã hủy bỏ cái à, chương mục của họ trên Direct TV để phản đối cái hành động được xem là kiểm duyệt gây gắt này với nhân danh là lợi nhuận của công ty AT&T và công ty Direct TV. Hiện nay thì Smart đang có khoảng 13.5 triệu người à, sử dụng và xem cái chương trình của họ ở trên cái à, platform của Direct TV. Tuy nhiên thì công ty này đưa ra và nói rằng là vì vấn đề lợi nhuận và vì vấn đề tài chánh cho nên họ loại trừ cái công ty Newsmax TV ra khỏi cái platform của họ. Năm ngoái thì họ cũng đã dùng một lý do tương tự như vậy để loại trừ một đài trà, truyền hình bảo thủ có tên là OAN ra khỏi hệ thống của họ. Lời phát biểu của ông Cruz đưa ra tiếp theo một số các nhân vật nổi tiếng của đảng và gồm có thượng nghị sĩ Mike Lee của Utah, Lindsey Graham của South Carolina, Rich Scott của Florida. Rand Paul của Kentucky và Ron Johnson của Wisconsin, những người này đã lên tiếng liên tục chỉ trích à, công ty AT&T và công ty DirecTV khi mà họ tìm cách gọi là loại trừ công ty Newsmax ra khỏi DirecTV. Các giới bảo thủ cho biết là họ sẽ qua điều chỉnh và có một số người đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ tìm cách. À, thúc đẩy những cái du lịch để hủy bỏ tất cả những cái hợp đồng mà các công ty như là att và Direct TV đã có với lại quốc hội hoặc chính quyền của à, liên bang đây được xem là một trong những cái à, bước mạnh mẽ của vận động của công ty Newsmax tv sau khi mà họ bị att loại trừ ra khỏi cái chương trình platform của họ trên Direct TV. đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay cùng một lượt dưới hạ viện thì dân biểu good lên tiếng và nói rằng Quốc hội nên ngưng lại tất cả việc mà đặt hàng hoặc là chi trả tiền cho AT&T và Direct TV sau khi mà đài News Smart TV đã bị loại trừ ra khỏi cái platform này. Bản tin mới nhất cho biết dân biểu Bob Good của đảng Cộng hòa tại Virginia đã lên tiếng và nói rằng chính quyền sẽ duyệt xét lại tất cả những cái hợp đồng với Direct TV và công ty mẹ của và AT&T sau khi mà họ đã xóa bỏ chương trình của đài New Smart TV ra khỏi cái chương trình vệ tinh truyền hình của họ. À, các thành viên của đảng cộng hòa ở tại hạ viện cần phải lắng nghe tất cả những cái uh, hành động được xem là cực tả của những cơ quan uh, đặc trách về truyền thông trong đó họ đã tìm cách gọi là thúc đẩy một cái uh, tư tưởng về chính trị một chiều và ngăn cản sự cạnh tranh một cách công bằng ông good đã cho biết như trên trong một cái chương trình mới nhất và ông lên tiếng nói rằng tôi nghĩ chúng ta cần phải nhìn vào tất cả những cái ngân quỹ mà ký hợp đồng với lại công ty AT&T hoặc là công ty Direct TV. chúng ta phải nhân lại tất cả những cái hợp đồng này để trừng phạt khi mà công ty này đã có những cái hành động gọi là kiểm duyệt đối với lại giới truyền thông bảo thủ New Smart TV được xem là một trong bốn cái hệ thống truyền hình lớn nhất tại Hoa Kỳ và họ đã không được đối xử một cách công bằng và bình đẳng, họ đã không được trả tiền một cách công bằng và bình đẳng so với lại những cái đài cánh tả khác số lượng view ít hơn, subscriber ít hơn, chương trình nghèo nàn hơn nhưng vẫn được giữ lại trên Direct TV. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mạnh mẽ của giới bảo thủ, đặc biệt là giới chính trị của Hoa Kỳ sau khi mà công ty AT&T, chủ nhân của Direct TV đã quyết định loại bỏ công ty Newsmax ra khỏi platform của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ít nhất là một số những thành viên của đảng hòa lập pháp ở tại New York đã lên tiếng đòi hỏi chính quyền Joe Biden là sau khi mà ông này đã có một cái thảm kịch và đưa tất cả những cái di dân của tới cái thị trấn nhỏ của họ ở tại thành phố New York. Ít nhất có 5 thành viên của đảng Cộng hòa tại Quốc hội từ New York đã gửi lá thư cho ông Joe Biden đòi hỏi phải có sự minh bạch trong chính quyền của ông khi ông ta đã bí mật chuyển tất cả những di dân bất hợp pháp tới những cái khu vực được xem là ngoại ô của thành phố New York và cộng đồng New York. Chúng tôi đã viết lá thư này sau khi báo cáo nói rằng chính quyền của ông đã bí mật gửi những di dân bất hợp pháp này tới khu vực các cái cộng đồng nằm ở phía trên của New York. Đó là một trong những lá thư đã gửi ra và được tại New York Post thường trình vào đầu tháng này sau khi có 35 người di dân Colombia à, đã được gửi tới Jamestown một thị trấn nhỏ có khoảng 28.393 dân à, nằm cách cái à, phía bắc tây bắc của New York thành phố New York là 285 dặm và trong lá thư này thì các nhà lập pháp đặc biệt lo ngại về tình trạng mà Joe Biden đang tiếp tục bí mật chuyển những di dân bất hợp pháp tới những cái khu vực được xem là cả, à, à, an bình của người dân Hoa Kỳ trong lá thư này được ký bởi các dân biểu của New York gồm có bà Claudia À, Tennessee, à, Ellis, Stephanie, Michael, Lawyer, Nick, Lawati và Mark à, Molinaro, à, Joe có cái chính sách mở cửa biên giới và biến tất cả các tiểu bang trở thành các tiểu bang nguy hiểm và trở thành biên giới. Bà Tennessee đã viết trong một cái tweet, à, tweet ở trên lá thư gửi cho ông Joe Biden và hiện nay khu vực thừa ở thượng nguồn của thành phố New York ở phía tây đang bị tác hại rất lớn và Joe Biden phải uh, bảo đảm cái an ninh của biên giới ngay lập tức đó là lời phát biểu của bà. Ngoài ra thì dân biểu Molinaro đã lên tiếng và nói rằng các cộng đồng mà tôi đại diện ở khu vực phía trên của New York, tức là phía upstate của New York, đang trở thành uh, tác hại bởi cái cơn khủng hoảng của, của cái biên giới ở phía nam. Và gần như là họ bắt đầu đem những cái nguồn ma túy và bắt đầu tội ác tới cái cộng đồng của chúng tôi. Đây được xem là những phản ứng mạnh mẽ của các dân biểu đảng Cộng Hòa ở tại New York sau khi mà có tin cho biết là Joe Biden đã chuyển 35 di dân bất hợp pháp người Colombia tới khu vực của uh, được xem là ngoại ô của thành phố New York và những khu vực này nằm ở phía bắc và phía trên của New York đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay <laughs> và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay cuối cùng thì bà Ronna mặt đa vẫn đánh bại được đối thủ và giành lại cái chức chủ tịch đảng cộng hòa trên toàn quốc bản tin mới nhất cho biết thì cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày hôm qua thì chủ tịch của Ủy ban Đảng Cộng hòa trên toàn quốc là bà rona uh, Rona mặt McNion đã thắng được đối thủ của bà xà thêm một cái nhiệm kỳ 2 năm nữa và chuẩn bị cho cái, tất cả những chuyện cần thiết cho cái mùa bầu cử tổng thống năm 2024. Bà Mack McNion được xem là một trong những đồng minh của cựu tổng thống Trump đã ngồi vào ghế chủ tịch của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng hòa trên toàn quốc từ năm 2016 đã thắng được một cuộc bỏ phiếu khá là à, à, được xem là đóng kín trong đó với 111 trên 51 và trong đó gần như là cái Đảng Cộng hòa ở khu vực ở phía Nam California đã bỏ đã có khoảng 168 thành viên và các nhà hoạt động này ở nằm ở trên 50 tiểu bang và với chiến thắng này bà sẽ trở thành một trong những nữ chủ chủ tịch của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc lâu năm nhất kể từ cái cuộc gọi là nội chiến tại Hoa Kỳ và trong đó hầu như là bà đã đánh bại các đối thủ của bà trong đó thì à, bao gồm một số những nhân vật thuộc phong trào MAGA à, bao gồm cả Dylan Silfet là một trong những người đã cạnh tranh với bà tuy nhiên thì à, trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua thì bà Ronya McDaniel đã là chiến thắng một cách dễ vẻ vang và bà đã đánh bại được và khi có như vậy thì xem như bà đã ngồi thêm cái ghế này thêm một nhiệm kỳ 2 năm nữa và chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cùng một lượt thì cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng chúc mừng cho bà Ronna McDaniel sau khi bà đánh bại được đối thủ. Cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng chúc mừng cho bà Ronna McDaniel sau khi mà bà thắng được một cái nhiệm kỳ kế tiếp trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng Hòa trên toàn quốc vào tối ngày hôm qua. Mặc dù ông không có đưa ra lời endorse công khai, tuy nhiên bà McDaniel vẫn là một đồng minh thân cận của ông Trump chúc mừng cho ronald mặt giao và cái chiến thắng lớn của bà trong vai trò chủ tịch của đảng cộng hòa trên toàn quốc và chúng ta phải chấm dứt cái trò gọi là à, à, thủ đoạn về bầu cử của đảng dân chủ ông trump đã phát biểu trên trang tru à, sau khi mà cho thấy là bà mặt nhau đã chiến thắng và trước đó thì ông nói rằng ông đều yêu thích cả hai à, ứng cử viên và đó là hamed diêu và kể cả bà mặt dao tôi nghĩ rằng tất cả họ đều là những người rất là tốt và tôi nghĩ rằng tất cả đều có tiềm năng cũng giống như tôi à, nói trước đây tôi đã từng yêu cầu nữ hoàng elizabeth khi chúng tôi đứng chung là tổng thống nào mà bà cho rằng là tốt nhất thì ta bà bà ta trả lời rằng tôi like, tôi yêu cả tất cả tổng thống hoa kỳ đây là lời so sánh của cựu tổng thống trump khi mà ông gặp được nữ hoàng elizabeth đệ nhị của anh trước đây và trong đó thì cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ sáu vừa qua thì gần như là bà à, à, bà Mặt đã được nhận được sự ủng hộ khá mạnh mẽ của rất nhiều người Trong đó bao gồm luôn một đối thủ của ông Trump là gia đình của ông Mick Romney à, Thượng nghị sĩ của tiểu bang Utah Và trong đó bà đã phải đối diện với lại hai người ra tranh cử trong cái chức chủ tịch của quỹ ban trung ương đảng Là Hamid Dillan và chủ nhân của công ty Mike Pillow là ông Mike Lido trong khi đó thì bà nhận được 111 phiếu, à, Diolène nhận được 51 phiếu và ông Lindo, ông Lindeo thì nhận được 4 phiếu. đây được xem là một trong những cuộc bầu cử khá quan trọng nhằm dọn đường cho cuộc bầu cử năm 2020 tại Hoa Kỳ, à, 24 chiếc quỳ à, cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình hoa kỳ ngày hôm nay bộ tài chánh đã ban lệnh cấm vận với công ty của trung quốc sau khi công ty này đã cung cấp một số những tin tức tình báo cho phía của nga một công ty vệ tinh của trung quốc đã bị cấm vận bởi bộ tài chánh hoa kỳ vào ngày thứ năm đã cung cấp những hình ảnh satellite vệ tinh cho phía nga trong cuộc chiến tại ukraine cuộc điều tra này đã được diễn ra trước đó và sau khi được xác nhận thì công ty này vốn là một công ty về kỹ nghệ quốc phòng do nhà nước cộng sản trung quốc làm chủ công ty này có tên là spesti hay còn gọi là tng space science and technology research institute đã bị cáo buộc là cung cấp một số những hình ảnh chụp từ vệ tinh và trong đó họ có thể giúp cho cái lực lượng đánh thuê wagner có thể mở các chiến dịch tấn công tại ukraine theo tường trình của bộ tài chính hoa kỳ cho biết và wagner được xem là một tổ chức gọi là lính đánh thuê và trong đó gần như đang nằm dưới sự kiểm soát của ông vladimir putin và họ đã bị xem là một tổ chức tội ác. Và trong này thì công ty Spetty vốn là một công ty nhỏ và là một công ty tư nhân về các cái vệ tinh tư nhân có trụ sở đặt tại Changsha City ở tại thành phố Hà Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên thì các cuộc điều tra mới nhất cho thấy công ty này không phải là một công ty tư nhân mà họ có quan hệ rất mật thiết với lại lực lượng quân sự của Trung Quốc, đặc biệt là lực lượng PLA và nằm trong cái danh sách của của, của cái trang website của công ty này thì uh, Speti uh, được xem là một trong những cái công ty đối tác của họ là Economy of Love về Haoco Technology, một công ty được xem là sản xuất về hỏa tiễn và các cái uh, xe tăng hàng đầu của Trung Quốc và họ thành lập từ năm 1956 nằm ở trong bộ quốc phòng của Trung Quốc và đây được xem là một trong những công ty mà đã hỗ trợ tất cả những cái hình ảnh chụp từ vệ tinh xuống cho lực lượng Wagner một lực lượng lính đánh thuê mà ông Joe, ông Putin đã sử dụng trong chiến trường của Ukraine và theo bản báo cáo cho biết thì Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã quyết định là đây là một cái hành động gọi là đưa thông tin về tình báo vi phạm vào lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu. Do đó thì phía Hoa Kỳ đã bắt đầu ban lệnh cấm vận trừng phạt kinh tế với công ty này. Điều này có nghĩa là các viên chức trong công ty này không được phép bước chân tới lãnh thổ Hoa Kỳ tất cả những tài sản của họ nếu có tại Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng và bị đông kết cho tới khi mà có một quyết định mới đây được xem là một trong những cái hành động cứng rắn của Hoa Kỳ trước lời cảnh cáo của ông Anthony Blinken là các công ty của Trung Quốc sẽ bị trừng phạt bất kể là họ đã chuyển một số những cái thiết bị hoặc là một số những cái vật dụng hay là những cái hình ảnh mà mang tính chất là không có sát thương cho lực lượng của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và được xem là bản tin tài sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Đó là tư lệnh không quân lên kiến cảnh cáo cuộc chiến với Cộng sản Trung Quốc sẽ không tránh khỏi năm 2025. Tư lệnh không quân là tướng Mike Minihan, một lãnh đạo của cái lực lượng không quân à, gọi là lưu động. À, một trong những cái đơn vị của không quân đã lên tiếng và nói rằng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với Trung Quốc năm 2025 và trong đó sẵn sàng có những cái cuộc à, gọi là huấn luyện cần thiết để đối phó với tình trạng bành trướng của Trung Quốc. Tôi hy vọng là tôi đã sai. Tuy nhiên, trực giác cho tôi biết là chúng tôi sẽ lao vào cuộc chiến này năm 2025. Ông Minihan đã lên tiếng trong một bản statement với một cái tựa đề là February 2023 order in preparation for the next flight, tức là một cái lệnh để chuẩn bị cho những cái chuyến bay kế tiếp đề ngày 1 tây tháng 2 và đã được nhìn thấy bởi đài truyền hình NBC và ông Minihan trước đây vốn là một phi công lái chiếc C-130, tức là chiếc vận tải cơ của Hoa Kỳ. Và hiện nay, ông là chỉ huy của lực lượng chở hàng của không quân, trong đó bao gồm việc chở hàng và các cái việc tiếp nhiên liệu ở trên không. Lên tiếng cảnh cáo rằng việc bức hại của Trung Quốc có thể dẫn tới một cái cuộc đối đầu mà ông nói rằng là chúng ta sẽ không tránh khỏi cuộc chiến này năm 2025. Bởi vì quý vị đã nhìn thấy được tất cả những sự bành trướng và trước đây ông là người đã từng cảnh cáo Hoa Kỳ chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến đối đầu với Trung Quốc khi mà Bắc Kinh đã bắt đầu thiền đại hóa tất cả hệ thống quân đội của họ. Gia tăng, à, căng thẳng đã gia tăng kể từ khi mà có cái tình trạng gọi là bà Nancy Pelosi đã có những cái chuyến viếng thăm tới đảo quốc Đài Loan và ngay sau đó Trung Quốc đã tìm cách thay đổi trên hiện trạng Đài Loan cũng như là Bắc Kinh đã có những cái hành động được xem là gây hấn ở trên khu vực Biển Đông. Ông Minihan cho biết là Trung Quốc đã có cơ hội sẽ à, đánh chiếm đảo quốc Đài Loan từ đây cho tới năm 2025 bởi vì cả Đài Loan lẫn Hoa Kỳ à, trong có, có cuộc bầu cử năm 2024 và điều quan trọng nhất là điều mà Hoa Kỳ trong giai đoạn này có thể sẽ bị chi phối bởi các cái chính sách đối nội. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo mới nhất của vị tư lệnh không quân đang chỉ huy tất cả các cái à, đơn vị đặc trách về vận chuyển hàng hóa của không quân cũng như là tiếp và vận nhiên liệu cho không quân và ông lên tiếng nói rằng trực giác cho tôi biết là cuộc chiến này sẽ xảy ra năm 2025. Đó là lời khẳng định của ông trong một cái bản ghi nhớ mới nhất mà ông đã gửi ra cho giới quân sự của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và một quỹ ban tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào tháng tới và có khả năng ban cấm trên toàn quốc đối với lại trang mạng TikTok trước đây thì chỉ có những cái tiểu bang hoặc là những cái cơ quan trong chính quyền địa bàn đã nhận được cái uh, những cái dự luật liên quan tới việc cấm trang mạng tiktok tuy nhiên <laughs> thì quỹ ban đối ngoại của hạ viện đang dự tính là sẽ có một cuộc bỏ phiếu vào tuần tới, vào tháng tới trong việc mà ngăn chặn toàn bộ cái trang mạng TikTok này được hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. ít nhất là cái quỹ ban này đã xác nhận vào ngày thứ sáu à, cái dự luật này đã được à, chủ tịch của quỹ ban là ông Michael McCord à, đã lên tiếng và nói rằng phải cho tòa bạch ốc một cái đường hướng pháp lý để mà ban lệnh cấm đối với công ty TikTok đang có những cái lo ngại về an ninh quốc gia điều lo ngại là cái trang áp này đã giúp cho chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc có thể à, à, xâm nhập vào tất cả những cái hệ thống điện thoại của chúng ta. Ông Michael McCord đã nói với hãng thông tấn Bloomberg trong đó gần như là cuộc bỏ phiếu này sẽ diễn ra đầu tháng tới năm 2020. Lúc đó thì cựu tổng thống Trump đã ra lệnh co cho công ty TikTok là phải bán lại cho một công ty của Hoa Kỳ. Tuy nhiên vụ mua bán này đã bị trì hoãn sau khi Joe Biden lên và vào tháng 6 năm 2021 thì chính quyền của Joe Biden đã hủy bỏ cái nỗ lực này của ông Trump cho tới tháng 12 thì thượng nghị sĩ Marco Rubio đã công bố một cái dự luật lưỡng đảng là ban lệnh cấm đối với TikTok trong tất cả những cái thiết bị của chính quyền liên bang và trong đó ông nói rằng chỉ ngăn chặn tất cả những cái chuyển ngân ở trang mạng xã hội này dưới cái sự ảnh hưởng của cả nga lẫn trung quốc và tiếp theo đó thì quý vị ở trên sàn thượng viện đã bỏ phiếu thông qua và nhiều tiểu bang của hoa kỳ cũng đã bỏ phiếu và có những thống đốc tiểu bang đã ban xác định là cấm công ty TikTok ở trên các thiết bị của tiểu bang nay thì tới phiên cái ủy ban đặc trách về đối ngoại của Hạ viện chính thức sẽ đưa ra bỏ phiếu trên toàn Hạ viện vào tháng tới. Trong đó sẽ ban lệnh cấm cái trang app TikTok này trên toàn lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của phía à, Đảng Cộng hòa nhằm kiểm soát lại và giám sát lại các hoạt động gây thao túng của Trung Quốc. TikTok khoảng có khoảng 100 triệu người sử dụng ở tại Hoa Kỳ và hầu hết đều là giới trẻ và ở tuổi teen và điều này sẽ gây nguy hiểm cho tất cả các suy nghĩ của giới trẻ khi mà Trung Quốc tìm cách thao túng tất cả giới trẻ qua cái trang TikTok này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay. Hoa Kỳ lại đề nghị một cái dự luật ủng hộ cho vai trò thành viên của Đài Loan nằm trong tổ chức IMF tức là Quỹ tiền tệ quốc tế. Bản tin mới nhất cho biết một dự luật có thể ủng hộ cho chính quyền của Đài Loan có được vai trò thành viên trong Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã được giới thiệu trên sàn quốc hội của Hoa Kỳ. Dự luật này mang tính chất lưỡng đảng và có tên gọi là Taiwan Non-Discrimination Act tức là không được phân biệt đối xử với Đài Loan đã được bà và dân biểu Văn Kim À, à, viết ra và trong đó đã được sự ủng hộ của các dân biểu gồm có al green đã được giới thiệu vào ngày thứ năm à, trong thế kỷ thứ 21 ở cái nền kinh tế lớn này thì chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái nền 10 nền kinh tế đối tác lớn nhất của hoa kỳ đài loan cần phải có một ghế ngồi trong imf đó là lời phát biểu của bà dân biểu giang kim đã đưa ra trong một bản xác mừng và bà nói lên tiếng nói rằng à, tiếng nói của đài loan cần phải được à, à, tôn trọng khi mà họ bị ngăn chặn bởi chính quyền đảng cộng sản trung quốc và dự luận này sẽ chắc chắn rằng đài loan có tiếng nói ở trên cái hệ thống định chế tài chính trên thế giới thế à thêm vào đó thì à, với để trở thành cái thành viên của IMF thì dự luật này ủng hộ cho Đài Loan ngoài trừ cái vấn đề này ra còn sẽ có những cái vai trò lớn hơn trên cộng đồng quốc tế trong đó bao gồm luôn cả một cái hệ thống tài chính của Liên Hiệp Quốc à, trước đó thì à, năm 2020 năm 2021 thì à, à, Anthony Gonzalez là một trong những dân biểu cũng đã đề nghị một cái dự luật này và đã được à, hỗ trợ mạnh mẽ bởi dân biểu IMF. Green. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa được đưa ra sàn thượng viện. Nay thì cái cái dự luật này sẽ được đưa ra bỏ phiếu trên sàn thượng viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, một trang mạng xã hội được mô tả là lớn nhất của Đài Loan đã bất ngờ tạm thời ngăn chặn tất cả những người sử dụng. Bản tin mới nhất cho biết thì hàng ngàn người ở Đài Loan sử dụng cái trang mạng xã hội lớn nhất tại quốc gia này đã không thể vào được trong cái trang mạng này sáng ngày thứ bảy theo tường trình cho biết à, theo tường trình thì à, đây là cái trang mạng gọi là PTT à, trong đó à, còn có cái tên gọi là Taiwan Reddit đã không thể sử dụng được để mà có thể à, à, hoạt động à, theo tường trình trên cái trang Facebook của PTT cho biết như trên và cái việc mà tạm thời ngăn chặn các người sử dụng này đã ảnh hưởng khoảng một chấm 5 triệu người à, sử dụng tại Đài Loan và đây được xem là một trong những trang mạng lớn nhất của Đài Loan. Hiện nay họ chưa biết lý do tại sao những người sử dụng không thể login in vào được trong trang mạng này và họ nói rằng các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Họ nghĩ ngờ, họ nghi ngờ là có hành động tấn công của các hacker và các hacker này đến từ Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel và đừng quên là à, chúng ta sẽ có một cái buổi tiệc vào ngày 25 tây tháng à, à, tháng 2 trong đó thì buổi tiệc này quý vị sẽ có dịp gặp gỡ với lại các à dân cử nổi tiếng của California gồm có chủ tịch của hạ viện California hay là bộ trưởng Tư pháp của California cũng như thị trưởng nghị viên và giám sát viên của các thành phố à, quý vị có thể chia sẻ về cái mối làm ăn của quý vị gặp những trở ngại gì họ sẽ là những người trực tiếp trả lời cho quý vị và buổi tiệc này được tổ chức bởi VAPA tức là Vietnamese American Business Association ngày 25 tây tháng 7 tháng 2 tức là ngày thứ bảy à, quý vị có thể liên lạc với Teresa qua số điện thoại 5109949754 5109949754 đó là cái thông báo của Phong cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau Bye bye